Hello, chào các bạn đến với kênh của ông Thầy Lộc. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm đi lần đầu tiên phượt lên Đà Lạt. Thì hiện tại mình đang vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị bắt đầu khởi hành đi từ quận 8 sang khu vực Hàng Xanh và sẽ tới quốc lộ 51. Chuyến đi lần này thì nói chung là sẽ hơi mình nghĩ là nó sẽ chậm một chút, tại mình chưa có đi khu vực của Đà Lạt bao giờ hết. Mình có đi ngang qua bên khu vực Trảng Bom một lần rồi, thì tình hình là phải có thể có nhiều trạm dừng. Theo các anh chị top du lịch đi trước thì mình nên nghỉ một chặng 100 km cho chuyến hành trình này, đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Trên bản đồ thì mình thấy có thể là sẽ tốn khoảng 5 tiếng rưỡi cho tới 7 tiếng đồng hồ đi xe máy, nhưng mà sẽ dự tính là đi lâu hơn. Đúng chứ. Lock B. Nói chung thì thời tiết hôm nay mình thấy đi Đà Lạt nó cũng khá là nóng, đặc biệt là khi không có một chút mưa đầu mùa tí nào. Mình sẽ phải rất là mang nhiều đồ để đảm bảo là sẽ có đủ, một là không bị lạnh, hai là không bị nóng. Giờ mình đang tới nhà của bạn mình để mình rước nó đi luôn. Hậu quả của việc đi Đà Lạt. Rồi, đúng rồi. Yay, rốt cuộc tụi mình cũng tới Đà Lạt rồi các bạn. Thì lần này đi sức khỏe hai đứa đều ổn, chỉ có cái là ngồi lâu á nên hơi bị ê một chút. Tụi mình tới thì là cũng gần tối rồi đó, cho nên bây giờ mấy đứa sẽ đi cất đồ, sau đó sẽ đi ăn uống gì đó. Xe mình nhân tiện thì cũng đi bảo dưỡng luôn, hên là tới Đà Lạt thì nó vừa hết bình điện luôn. Chứ không mà không rồ ga được là xe mình sẽ bị tụt xuống các bạn ạ. Tội nghiệp, ngoài giường có một em boss. Mà ở Đà Lạt thì mấy bạn biết rồi, cũng lạnh khoảng 16-20 độ C. Cái nó thấy mình là nó bu vào, nó đòi ôm, là xoa cho nó. Nhóc này thì buổi sáng nó cũng gặp mình nữa và tự động nó chui vô phòng mình luôn. Ở đây các bạn thì có rất là ít người, tại vì tụi mình đi vào ngày thường mà, cho nên là từ thứ hai, thứ ba đặt phòng thì hên xui nha, cũng không chắc chắn là sẽ có phòng cho các bạn đâu. Buổi tối thì chủ yếu là sẽ đi dạo trong thành phố, nhưng mà tụi mình là ngày đầu tiên sẽ ở trong phòng trước. Homestay của tụi mình ở bên đường Triệu Việt Vương, thì đây là một cái homestay tất cả đều là nhà cổ hết. Tuy nhiên thì tụi mình cũng không có ưng lắm về chuyện là đó, các bạn xem đó thì rất là ok về cái ngoại hình ha, nhưng mà buổi tối rất là lạnh. Tại vì ở đây cái sàn gỗ mình chọn thì nó nằm ở dưới sát tầng lửng, cho nên là khi mà buổi tối hơi lạnh nó sẽ tràn từ dưới lên trên những cái khe gỗ đó, cho nên rốt cuộc là cũng không hoàn toàn là ấm, mặc dù là tụi mình đã đóng cửa hết rồi. Buổi sáng nắng ấm và mình một thằng khùng rất là ỷ đi, không có đem keo chống nắng theo và cứ trường cái mặt ra như rằng là ngày hôm sau về tới Sài Gòn. Các bạn biết nó vừa đen mà nó vừa mọc mụn ra nữa. Ở vườn này cũng có một cái loại trái đặc biệt lắm nha, không biết nó là trái gì. Hai đứa này như không có liên quan gì với nhau á, chỉ có là nó cùng màu các bạn. Buổi tối hôm qua mình kể các bạn một cái câu chuyện rất là mắc cười. Mình dạy dột vào phòng tắm thì mình sẽ tìm chỗ bật nước nóng lên, mà mình nghĩ là sẽ có sẵn rồi, kiểu như là mình chỉ cần gạt qua thôi nước nóng sẽ chảy ra. Rốt cuộc ai già, mình nhờ cái anh
anh chủ vô mở cho mình, cái anh nói Phong Long gì đó, cái đầu óc mình lãng quên rồi, đầu óc mình như trên bay á, rốt cuộc vẫn không mò ra cho mình được cái chốt nước nóng, rồi mình cũng lật qua lật lại cũng không mở được cái chốt nóng. Thành ra đêm đầu tiên Đà Lạt tắm nước lạnh luôn, trong khi thằng bạn của mình nó chả cần hỏi ai, nó bước vào một cái phòng, đương nhiên là không phải cái phòng của mình rồi, cái phòng bên đó cách khoảng một phòng thì phải, tức là cái phòng vệ sinh thứ ba là nó mở nước nóng mà nó tận hưởng trong đó hết 30 phút luôn. Trong phòng thì mình cứ hả hê là thằng này chắc nó cũng đang lạnh quá, và nó cũng đang bật cái máy nước nóng giống mình, xù quá xù. Lần này đi thì hai đứa có một căn bệnh là nghiện kem bơ, sáng kem bơ, trưa kem bơ, tối ăn kem bơ. Và ngay cả khi mà tụi mình có mua kem bơ khuya về ăn á, thì mình chạy dọc bờ sông Hương, tự nhiên kem bơ nó đang mát mát và nó từ từ nó lạnh hơn, và nó gần như là nó cứng luôn, cứng cái lớp kem phía trên luôn. Chủ yếu với tụi mình đi bằng phượt mà các bạn, cho nên là xe đi thì tự do thôi, mình không cần phải lệ thuộc vào cái xe mướn người khác là mỗi ngày bao nhiêu tới tiền, và mình phải bảo dưỡng hoặc là giữ gìn cái xe của người ta. Nếu mà xe mình thì mình sẽ quen với tốc độ với lại cái cách vẽ lái ở trên đường dốc thế này. Theo kinh nghiệm của mình đó, thì đối với mấy bạn đi xe máy thì mình đi xe côn cũng được, nhưng mà nên đi một mình, tại vì xe côn nó sẽ giúp mình vẽ lái tốt hơn, tăng giảm tốc độ tốt hơn, nhưng mà nó sẽ cản trở nếu mà bạn đi chung với một người khác mà nặng, thì tổng khối lượng của hai người leo trên đèo cũng khá là khó để di chuyển ha. Tốt nhất thì cứ cơ bản nhất là đi xe số, hệ thống xe số sẽ bền hơn. Và đây là bức hình mà mình ghi nhận lại tất cả các loại xe mình thấy được ha, mô tô nè, côn tay nè, xe số nè, tay ga nè, xe cúp nè, ở trong là có cả Vespa nữa đó, bạn thấy 7 chiếc luôn, đặc trưng cho 7 loại. Khá là ngộ nghĩnh khi mà ngày thứ hai tụi mình chuyển sang một homestay khác. Trên homestay này khá là chill, có một cái hồ cá, buổi sáng nước róc rách luôn. Cá koi ha, thì các bạn biết nhiệt độ sống cá koi đó, hồ nước phải rất là sạch. Bé bót này thì người rất là chắc, do là ngày nào cũng leo bộ hết, leo dốc này dốc kia, chạy tới chạy luôn. Sáng sớm 5 giờ là tụi nó hủi hủi trong cái cửa bên nhà mình rồi. Và đây là chỗ mà tụi nó hay uống nước, nghe sọc 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 sọc. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra xem cái view của homestay này ha. Homestay này cũng gần cái homestay đầu tiên mình ở, nhưng mà đi sâu xuống dưới một chút. Ở dưới là vườn trồng dâu hả? Vườn trồng ớt hả ta? Tụi mình tính ngắm bình minh đó, nhưng mà mặt trời nó ở bên kia rồi, cho nên là nếu mà có buổi sáng ra đây á, thì mình nghĩ là nó sẽ không có thấy được mặt trời đi lên, mà chỉ hưởng được cái không khí mát lạnh và cái tiếng chim hót thôi. Cái phòng kế bên của bên mình nè là hai cái phòng gọi là bungalow hay là giống như nhà mái vòm á, thì cái giá sẽ mắc hơn. Ok, bây giờ hành trình chuẩn bị kết thúc rồi, mình sẽ quay trở lại Sài Gòn, và đây là lúc tụi mình sẽ về với thành phố Hồ Chí Minh. Trên đoạn này thì mình không có nổ máy gì hết các bạn, tất cả đều là trượt tay côn hết, và tiết kiệm được mớ xăng ở đoạn đường này. Mình sẽ để lại thông tin về chuyến phượt này chi tiết ở bên dưới ha, các bạn hãy xem phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chào các bạn.